cuốn sách có bản quyền nào được bán chạy nhất thế giới? Sách kỷ lục Guinness, Harry Potter và bảo bối tử thần, Cuốn theo chiều gió hay là Don Quixote? Xin mời bạn. Câu này em xin phép sử dụng sự trợ giúp là hỏi ý kiến nhà thông thái ạ. Hỏi ý kiến các nhà thông thái. Dạ vâng. Vâng. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào nhà thông thái ạ. Vâng, người chơi của chúng tôi đang gặp một câu hỏi khó khăn và quyết định nhờ hai nhà thông thái. Hai chị em sẵn sàng chưa ạ? Dạ, sẵn sàng ạ. Chúng tôi sẵn sàng. Hai nhà thông thái và người chơi sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Em xin sự trợ giúp ạ. Cuốn sách có bản quyền nào được bán chạy nhất thế giới? A. Sách kỷ lục Guinness, B. Harry Potter và bảo bối tử thần, C. Bán cuốn theo chiều gió, nhất thế giới D. Là Kinh Tê. Thánh. Nhưng mà bán, là sách có bản quyền thì là sách kỷ lục Guinness. Cuốn sách có bản quyền nào được bán chạy nhất thế giới? Chị nghĩ là cái gì ạ? Chị nghĩ là Harry Potter và bảo bối tử thần hoặc là Don Quixote. Nếu mà mình là đáp án là gì ạ? 50-50. Nếu mà em theo em nhớ không nhầm thì sẽ là A. Vâng. Bạn Hoàng tư vấn cho bạn là A. Em chắc là tin theo kiến thức của nhà thông thái. Em chọn A, sách kỷ lục Guinness ạ. A, sách kỷ lục Guinness. Là cuối cùng của em ạ. Vâng. Trong quá trình 30 giây này thì tôi thấy bạn Hoàng và chị Hương tranh luận với nhau khá dài. Bình thường thì chị Hương sẽ là người lập tức có phương án ngay nếu chị biết. Nhưng mà chị phải mất đến 30 giây này chứng tỏ là chị đang phân vân. Chị lại nghiêng nhiều về phương án B, Harry Potter và bảo bối tử thần. Và phương án trả lời chính xác là A, sách kỷ lục Guinness. Xin chúc mừng bạn. Vâng. Bạn Hoàng cũng nhớ thông tin này và bạn ấy đã nhớ chính xác. Các kỷ lục Guinness thế giới là cuốn sách có bản quyền bán chạy nhất nếu không kể đến các tác phẩm không mang tính bản quyền như Kinh Thánh hay là Kinh Koran. Cuốn sách này được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 10 năm 1955, được dịch sang hơn 20 ngôn ngữ với 143 triệu bản in. Đây là thông tin cho bạn, tôi chưa đọc cuốn này. Dạ. Những người như bạn Hoàng chắc bạn hay phải đọc. Dạ, chúng tôi xin phép được kết nối lại với hai nhà thông thái ạ. Xin chào nhà thông thái, xin chúc mừng hai chị em đã có một phần tư vấn thành công. Dạ, nhưng mà lúc nãy chị Hương phân vân gì ở phương án B? Chắc là tại vì tôi là fan của Harry Potter cho nên tôi bị ấn tượng rất nhiều khi mà nhắc đến chữ bản quyền. Tính thương mại của bộ truyện về Harry Potter trong thời gian qua được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần và tôi có một cái sự phân vân nhất định khi mà tôi chọn phương án B. May quá Hoàng quyết liệt. Xin cảm ơn hai nhà thông thái ạ. Chúc mừng bạn. Vâng.